Tự nhiên em xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá tại Trung Quốc. Hôm nay em tục lên đây một clip gồm 8.000 câu nha anh em. 8 cây này thì có hai cây này sẽ hai cây lua, hai cái đánh chép và phần còn lại là hàng hệ, hàng hai da, hàng carbon hai da. Rồi đem vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng chứ thanh toán, nếu hàng lỗi mà không trong clip á thì anh em gửi về cho em. Rồi cảm ơn anh em. Rồi đem lên cái thứ nhất cho anh em thảo. Cây thứ nhất sẽ là một cây của hàng lùa mấy ngang nha anh em, lùa mấy ngang bát pussy đóng chìm luôn đó. Cây ngoại hình còn khá là ok nha anh em, chất liệu và chất liệu carbon, phen là phen pussy đầu bu là bullshit luôn nha anh em, bullshit phen là phen pussy đây, phen pussy. Cái cần này là cái cần tika nha anh em, cái hàng hãng hãng tika đó, mà có đầy đủ nha anh em. Cái này nó xuất là địa Nhật đó. Mà có đầy đủ nha. Bát pussy, phèn pussy, cần lua mấy ngang, chiên cho lua mực nha anh em. Cái này là dạng lua mực rồi. Cái dài thì nó chiều dài của cây là 2m35 đó, nhưng mà em đo bằng thước nó còn 2m3 thôi nha anh em. Đó, nó mất 5 phân rồi. Cây này thì nặng 100g, 110g, đọt là 1 ly 2. Cây này chiên cho anh em lua mực rồi, lua mực thôi đó, vì nó khá dịu nha anh em. Anh em có thể lắp máy ngang vô, anh em câu cháp câu hành cũng được đó. Hàng khá là mảnh đó. Ngoại hình thì khá là ok đó. Chất liệu thì vẫn là chất liệu carbon thôi. Bát pussy, phèn pussy, ngoại hình cực kỳ ok anh em đó. Nó mắc cỡ 5 phân nha đó. Bu là bu pussy luôn đó. Thay bu pussy luôn, càng khá nãy rồi. Giá công khai cái thứ nhất giá là 600k nha nè, 600k cái thứ nhất. Tiếp theo sẽ là cây số 2. Cây số 2 là một cây lua máy đứng à. Cây này thì thay là bộ thôi nha nè, phần còn lại là nguyên zin nha, đủ mét đủ thước đủ tắc nha. Cây này thì để em coi à. Cái này dài 1m8 nha anh em, dài 1m8, độ cứng L, tải mồi từ 5 đến 20g đó. Dài 1m8, độ cứng L. Cái này là cây chất liệu là chất liệu carbon đó, hàng carbon sẵn nổi đây anh em. Thế này thấy không, bu là bu fuxi nha anh em, bu đời cao luôn nha. Cái này là bu em thay đó, cái hàng thay là nó thay cho phen là phen fuxi, phen đi theo cần luôn. Đây hiệu của cần đây, Harry gì đó. Tem sức là địa Nhật nha anh em. Bát là bát dặn đây, bát hãng nha. Cái này độ cứng L, anh em đi đánh cá suối câu tôm lấy mấy cái này câu rất là ok nha anh em. Đồ nhẹ nhẹ ok. Lắp vô đây anh em. Test độ cong cho anh em xem luôn. Cây này thì nặng 100g, đọt 2 ly từ 2 ly 1 nha anh em. Rồi giá công khai là khoảng là 600k nha anh em. Giá 600k. Ngoại hình còn rất là ok nha. Hàng này hàng của Korea nha mọi người. Made Korea. Tiếp theo sẽ là cây số 3. Cây số 3 là một cây hàng hai da nha anh em. Đây, cây này là cây Ruby. Đây anh em có thể thấy phôi nó sẵn đây. Sẵn vòng nha nè. Cây Ryobi thương hiệu là địa Nhật đó. Ngoại hình thì nó có xuất sắc đây anh em, ngoại hình xuất sắc. Cây này 3m6, độ cứng hách tầm khoảng 80 nha anh em, so với 80 nha anh em. Carbon thì nó carbon sẵn được rồi đó. Cây này thì nó có định lì dị lóng đây đó. Ngoại hình thì có xuất sắc thời gian nha mọi người. Chất liệu là vẫn là chất liệu carbon đó, sẵn anh em có thể thấy rất là đẹp nha. Cái này thì phen này em đã thay phen anh em đó, phen này em thay lại nha anh em đó, thay lại vẫn là phen pussy nha đó, đã xám luôn. Thì tất cả còn lại đều nguyên zin nha mọi người.
đó, cái nào em thay phen thì nó thay phen thôi, do nó bị do quá trình vận chuyển là da đập nó bể thôi. Cái này 3m6 độ cứng 80, 3m6 độ cứng 80, nặng là 500g, vì nguyên phần này phần đó trọng, nó là một kim loại nha anh em. Đó, đọt là 2 ly 4, giá công khai vẫn là 800k nha anh em, giá công khai là 800k. Cây này thì chuyên cho anh em đi câu chép rồi, câu chép, câu trôi, câu lăng xê, đó, câu cha, cặp con sắn nha mọi người. Đó, rồi, giá là 800k cộng ship nha, cây số 3. Còn khá là ok nha anh em, phen là phen gon nha, phen bên đây là phen gon, bên đây là cây này em thay phen rồi. Đó, phen khá là ok. Rồi, tiếp theo sẽ là cây số 4. Cây số 4 là một cây cần của lần trước là hàng của Olympic. Đây, cây này của Olympic nha mọi người. Đó, cây này xuất nội địa Nhật, ngoại hình thì còn khá là ok. Đó, đây, bị múi nhăn nhẹ thôi nha anh em. Cây này thì có một khúc em đi keo đây rồi, cán là cán gỗ nha mọi người, cán gỗ. Phen là phen Fuji Ship, bát là bát Fuji. Cây này chất liệu là chất liệu carbon fine mọi người. Đó, phen ship nha anh em, đang xì lì luôn. Đó, khỏi chê vào đâu hết. Cây này thì cây khúc này, đó, khúc này kể từ phen này đi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 phen này em đã đi keo lại nha anh em. Đó, hàng đi keo lại thì nói đi keo lại thôi. Đó, do keo nó bị xấu quá, thôi đi keo lại cho đẹp cho anh em. Cây này thì chất liệu carbon pha, cây này cứng 50, dài 3m6. Cây này quẳng chi cho anh em đi câu chép, câu lăng xê thôi nha anh em. Độ dịu nó rất là cao nha. Cây này cứng là cứng 50, độ cứng cứng 50, dài 3m6, nặng là 550g, đọt là 3 ly 6. Đây anh em, đọt nó khá dịu nha. Đó, đánh chép các cà phê nha anh em. Phen là phen ship, làm cho rất ít hao tổn vậy nha anh em. Đó, cần thì ngoại hình còn khá là ok. Đó, vẫn có xuất sắc nha anh em, cần sao thì nói vậy thôi. Rồi, giá công khai vẫn là 800k nha mọi người. Cây số 4 800k, ngoại hình còn khá là ok. Tiếp theo sẽ là cây số 5, một cây hàng hệ. Đó, đưa lên anh em nhìn bộ phen anh em biết liền. Cây này là cây canh canh anh em, canh cắt ở hàng của Korea, bát là bát của hãng luôn nha anh em, bát hãng. Ngoại hình thì như clip thôi, sáng bóng. Đó, bu ship luôn nha anh em, bu là bu gòn ship nha, phen cũng vậy. Đó, phen gòn luôn, cực kỳ đẹp nha. Cây này là cây lua gần, chia cho anh em lua gần, độ cứng là cứng M. Đó, độ cứng M, bu nó đây nè, phen đây, full xi cho anh em. Bộ phen này lụm tiền á, cực kỳ đẹp nha. Cây này dài 3m6, độ cứng M, nặng là 310g, đọt là 1 ly 8 nha anh em, đọt 1 ly 8, nặng 310g, đọt 1 ly 8, dài 3m6, chia cho anh em lưu gần nha. Đó, lưu gần. Em soi ngoài hình chậm chậm cho anh em xem, cái phần này thì nó dính băng keo nha anh em. Càng còn khá là đẹp á, đẹp xuất sắc luôn. Rồi, giá công khai mọi người, giá công khai cây số 5, giá công khai là 1.900.000 nha. Đó, một cây Ken Fengon. Đó, cực kỳ đẹp luôn, xuất sắc luôn. Rồi, giá công khai 1.900.000. Tiếp theo sẽ là ba cây cuối cùng, ba cây Kenjaki hàng hệ đã qua. Em sẽ vô cây thứ nhất, cây Kenjaki số 6.
Cây số 6 là một cây Kenyaki cứng 30 và 2m7. Thông số chuẩn thế này thì cho anh em đánh chép thôi. Đó. Đọt khá dịu. Thông số dịu này thì anh em đánh chép cho anh em, đánh chép, đánh cha. Đó, đánh chê, đánh chim, đánh đánh mà cảm giác anh em. Cây này thì ngoại hình nó cũng rất là ok. Đó, gốc này. Gốc nó không bị chóc sơn anh em. Đó. Carbon thì carbon hai da sáng ít. Đó. Xe ben nha anh em. Cây này là nội địa nha. Chỉ còn ok, keo còn ok. Đó. 2m7 cứng 30 là đánh lăn xê, đánh chép, đánh cha là rất là chuẩn rồi. Đó. Cực kỳ đẹp nha anh em. Đó. Phen là phen Fuji Dạ Quang. Đó. Dàn phen khá ok nha mọi người. Đó, chưa bị muối ăn luôn. Đó. Ngoại hình nó còn rất là đẹp nha. Đó. Bán hàng coi soi kỹ kỹ cho anh em. Đó. Anh em ưng thì có thể alo em. Em chụp hình cận cảnh cho anh em xem. Bát là bát Fuji nha mọi người. Bát Fuji. Cần khá ok nha. Cây này cứng 30 dài 2m7, nặng 340g. Đọt 2 ly 5 nha anh em, đọt 2 ly 5, giá là 2 triệu. Cây số 6 giá 2 triệu nha mọi người. Cực kỳ đẹp nha. Xuất sắc luôn á. À, cây số 6 giá 2 triệu. Tiếp theo sẽ là cây số 7 nha mọi người. Cây số 7. Cây số 7 là một cây cần, vẫn là cây cần Kenyaki nha mọi người. Đó, cây số 7 là một cây Kenyaki. Cây này cũng xuất sắc nhẹ thôi, chứ không xuất sắc dữ. Cây này cứng 50 và 2m7. Cây này độ cứng nó khá là ok. Đó, cứng 50 và 2m7. Cây này cũng chuyên cho anh em câu chép, lăn xê, đánh cha, đánh chim, đánh chê. Mà bạo lực hơi tí nha. Đó, bát là bát Fuji nha mọi người. Bát Fuji về bên. Đó. Phôi sáng nhất hai da rồi, khỏi bàn. Đây, góc nó đây. Đó, góc nó cũng còn khá là ok nha mọi người. Keo cũng còn khá là ok. Sáng nhất cho anh em, sáng nhất toàn thân. Cứng 50 dài 2m7. Cái này thì nặng là 360g, đọt là 2 ly 7, đọt 2 ly 7, giá công khai là 2 triệu 3 nha anh em. Cây số 7 giá 2 triệu 3. Đó. Rất là đẹp nha mọi người. Rồi, giá công khai cây số 7 là 2 triệu 3 nha mọi người. Đó. Phen khá là chuẩn á. Cây này thì nó mắc cái nút ở đây, tí em lấy đầu dép em cắt em gắn vô cho anh em. Đó. Cần sao là báo vậy thôi. Cực kỳ đẹp nha. Tiếp theo sẽ là cây cuối cùng, cây số 8. Một cây hàng chuyên cho anh em săn hàng. Đó. Cây này cứng 200 nha mọi người, cứng 200 dài 2m4. Đó. Phen là phen cầu nha, phen cầu. Đó, phen cầu, phen biển. Bu là bu chống sắn. Đó. Hàng thì sắn ít thay da rồi, khỏi bàn. Đó. Chất liệu Kenyaki thì anh em đã đánh qua thì khỏi chê đâu được. Cứng 200 dài 2m4, sáng nhất toàn thân. Góc thì bị xước sát cho mọi người. Đó, góc bị xước sát. Đó, chóc sơn thôi. Đó, cần thì em cố gắng sâu cho anh em kỹ càng. Bát là bát Fuji luôn nha nè. Bát Fuji Japan. Khoan đây. Đó. Khá cứng nha, cây này chia anh em đánh máy điện nè, đánh đáy, đánh bầu lực, săn hàng. Đó. Săn hàng cũng rất là cứng nha anh em, cứng 200. Cứng 200 là rất là cứng luôn rồi. Cây này nặng là 480g.
đọt là 4 ly 4 đó, giá công khai là 2,4 triệu nha mọi người. Đó. Hàng này chiên em săn hàng đến biển lại Hugo săn nàng tiên cá kiểu ok nha anh em. Phen thì nó sẽ đóng muối một ít nha anh em đó. Anh em là biết vệ sinh thì về vệ sinh giúp em, cần thì sao thì em để quậy nó quậy thôi đó. Rồi, cảm ơn anh em nha. Đây là 8 cây cần em lên cho anh em hôm nay. Nếu anh em ưng cây nào có thể chốt để số điện thoại, em có thể tự động liên hệ với anh em. Rồi, cảm ơn anh em.